tiếp tục những ngày lưu lại nước Mỹ, chúng tôi có vài giờ trải nghiệm quanh vịnh San Francisco, một địa danh nổi tiếng thế giới, một vùng nước khởi nguồn cho sự hình thành của thành phố San Francisco, một hải cảng quan trọng của Hoa Kỳ. Đây là nơi hợp lưu của những con sông nổi tiếng từ thung lũng trung tâm California gặp nhau trước khi đổ ra Thái Bình Dương. Trên con tàu cùng tên với ca khúc nổi tiếng của Mỹ là Hotel California, chúng tôi có những giờ phút thật thú vị chiêm ngưỡng một phần nét đẹp của Hoa Kỳ bằng cảm giác bồng bềnh quanh con vịnh thuộc bờ Tây nước Mỹ, một trong 13 vịnh biển đẹp nhất thế giới. Từ bến du thuyền cạnh đường Embarcadero, trên con đường mòn quanh bờ vịnh gần khu vực Brooklyn Basin thuộc thành phố Oakland, California, chiếc Hotel California đón chúng tôi cho một hành trình nhỏ với bao háo hức, bởi ít phút nữa đây chúng tôi sẽ thực sự chạm vào ước mơ một lần du ngoạn quanh vịnh, ngắm nhìn nước Mỹ trên sóng nước San Francisco. Chiếc Hotel California được điều khiển bởi thủy thủ đoàn gồm 3 người do ông Michael Sherland là lái chính, cùng 2 thủy thủ nữa, một ở mũi tàu và một ở đuôi tàu. Chiếc du thuyền này được đóng tại San Francisco vào năm 1999 với giá 3 triệu USD. Tốc độ tối đa của nó đạt đến 36 km/h và tiêu tốn nhiên liệu ở tốc độ tối đa là 170 gallon một giờ, tương đương 640 lít. Được biết hiện nay giá để đóng chiếc du thuyền như thế này đã lên đến 14,5 triệu USD. Trong câu chuyện khá cởi mở của mình, ông Michael Sullivan cho biết ông là cựu quân nhân Mỹ và đã từng tham chiến ở chiến trường miền Trung Việt Nam vào những năm 1967-1968. Quả thật, quả đất tròn đã khiến cho chúng tôi, những người rất có thể là nạn nhân của người cựu binh sư đoàn dù 101 năm nào, bằng cách nào đó đã có mặt ngay trên đúng con tàu mà ông Michael đã điều khiển. Điều đó không chỉ khiến cho cụ binh từng đóng quân ở Chu Lai, Tam Kỳ, Đà Nẵng hơn 50 năm trước, mà ngay cả chúng tôi cũng có những cảm xúc rất đặc biệt. Ông cho biết đã từng rất hạnh phúc khi trở lại Việt Nam vào năm 2010 và ấn tượng với sự hồi sinh của Việt Nam, nơi ông và đồng đội đã từng gieo rắc bom đạn. Khi câu chuyện với người cựu binh Mỹ tạm dừng, cũng là lúc tàu đưa chúng tôi ra khỏi khu vực Brooklyn để chuẩn bị vào vịnh San Francisco. Đây cũng là nơi tọa lạc của nhiều dịch vụ hàng hải. Bên mạn trái là đảo Alameda, và nhất là cảng Oakland bên mạn phải, một trong những hải cảng nổi tiếng nhất bờ Tây Hoa Kỳ. Trước đây, chính hải cảng Oakland là hải cảng lớn đầu tiên trên bờ biển Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đưa vào khai thác hàng container. Tính đến năm 2011, nó là cảng container bận rộn thứ 5 của Hoa Kỳ sau Long Beach, Los Angeles, Newark và Savannah. Năm 2019, cảng Oakland đứng thứ 8 tại Hoa Kỳ về hạng mục khai thác hàng container. Vào tháng 8 năm 2023, trong chuyến thăm Long An của đoàn chính quyền thành phố Oakland, do bà thị trưởng Santal dẫn đầu, đại diện cảng quốc tế Long An và cảng Oakland đã ký bản ghi nhớ hợp tác giữa hai đơn vị. Để theo đó, hai hải cảng của hai bờ Thái Bình Dương sẽ hợp tác chặt chẽ trên các lĩnh vực khai thác cảng, bao gồm chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý vận hành cảng, hợp tác thúc đẩy mối quan hệ để tạo thị trường nhằm nâng cao sản lượng hàng hóa trung chuyển giữa cảng quốc tế Long An và cảng Oakland, hỗ trợ để kết nối các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, thông qua đó tăng cường kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp của tỉnh Long An và bang California nói riêng, giữa các doanh nghiệp của Việt Nam và Hoa Kỳ nói chung. Như vậy, từ sự kiện quan trọng này, trong tương lai, hàng hóa Việt Nam từ cảng quốc tế Long An đi Hoa Kỳ vào vịnh San Francisco, nhập vào cảng Oakland này để vào Mỹ và ngược lại sẽ được thông thương hơn khi chỉ vượt Thái Bình Dương trong vòng trên dưới 26 ngày, góp phần tăng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam và quốc gia hùng mạnh nhất thế giới. Rời bến chừng dài 10 phút, chiếc Hotel California ra khỏi con lạch có chiều dài chừng 8 cây số. Lúc này vịnh San Francisco chính thức hiện ra với vẻ đẹp mê hồn khi nắng chiều chết về phía tây của thành phố. Người ta nói đây chính là thời điểm đẹp nhất để ngắm vịnh San Francisco, một báu vật mà địa chất dùng bờ Tây đã dày công kiến tạo từ kỷ băng hà để ban tặng cho nước Mỹ.
Vịnh San Francisco là cửa sông lớn nhất của nước Mỹ, đổ ra Thái Bình Dương. Nó có diện tích lên đến 4.000 cây số vuông. Phần chính của vịnh có nơi rộng đến 19 cây số và nơi dài nhất từ Bắc đến Nam, vịnh có chiều dài cả trăm cây số. Thực chất, vịnh San Francisco được tạo thành bởi nhiều con vịnh nhỏ như là vịnh Susan, vịnh San Pablo, eo biển Cakinet, cửa sông Napa, vân vân. Và tất cả quần thể này đều được gọi chung là vịnh San Francisco. Ước tính có đến 40% lượng nước từ các con sông Sacramento và Joaquin thuộc thung lũng trung tâm California và khu vực lân cận, một vùng có diện tích 35.000 cây số vuông, tức gần bằng diện tích của đồng bằng sông Cửu Long, đã đổ ra con vịnh này. Vì cấu tạo địa chất đặc biệt, San Francisco trở thành con vịnh đẹp nhất và quan trọng nhất của nước Mỹ, với sự phát triển của du lịch, hàng hải, khai thác thủy hải sản và cả môi trường sinh thái. Mặt nước vịnh San Francisco là không gian chung của ba thành phố láng giềng rất phát triển, không chỉ của ở bờ Tây mà còn của cả nước Mỹ. Đó là San Jose, San Francisco và Oakland. Vì đây là một vịnh khá kín nên mặt nước rất lặng và gió rất nhẹ, rất thích hợp cho các hoạt động giải trí như đua thuyền, lướt gián bườm, lướt gián diều, vân vân. Và có thể nói, chỉ có vịnh San Francisco mới có đủ thế mạnh để đáp ứng những nhu cầu giải trí rất phong phú, đa dạng và xa xỉ cho cộng đồng cư dân thuộc các thành phố có mức sống rất cao như San Francisco. Dù là không gian chung để sinh sống và phát triển của cộng đồng trên 3 triệu dân của khu vực, nhưng vịnh San Francisco cũng là hệ sinh thái lý tưởng cho hệ động thực vật rất phong phú và đa dạng, đặc trưng của khu vực Bắc California. Trên bờ vịnh, người ta xây dựng những con đường mòn hay còn gọi là Bay Area Water, chạy quanh để phục vụ cho đi bộ và cũng để người dân đến gần hơn với các bến du thuyền hoặc các hoạt động giải trí trên vịnh. Để phục vụ du lịch và nhu cầu dân sinh, ngày nay, đường mòn San Francisco càng được xây dựng nhiều hơn và gần như kéo dài hết xung quanh bờ vịnh. Qua khỏi cảng Oakland chừng hơn 10 cây số về phía tây là đến cây cầu qua vịnh San Francisco Oakland, hay còn gọi là cầu qua vịnh. Đây là chiếc cầu chính giúp cho hai thành phố San Francisco ở phía tây và Oakland ở phía đông xích lại gần nhau hơn qua con vịnh. Cầu qua vịnh là một trong những cây cầu nhộn nhịp nhất Hoa Kỳ, khi có gần 300.000 xe cộ qua lại mỗi ngày. Cầu có hai nhịp nối hai bờ qua đảo Zeba Buena ở giữa con vịnh. Phía cầu từ San Francisco đến đảo bao gồm hai nhịp dây dăng nối trụ tiếp bờ ở San Francisco với trụ cáp phía tây của đồi Rincon. Nhịp phía đông nối với Oakland và đảo Zeba Buena. Cầu được khánh thành và đưa vào sử dụng ngày 12 tháng 11 năm 1936, tức là trước cầu cổng vàng thuộc vịnh này khoảng 6 tháng. Chi phí để xây cầu là 79,5 triệu USD lúc bấy giờ. Cầu qua vịnh được thiết kế khá ngộ nghĩnh với hai tầng. Tầng dưới dành cho xe đi từ thành phố San Francisco sang thành phố Oakland và tầng trên dành cho chiều đi ngược lại. Vì địa thế rất thuận lợi, nhất là cho ngành hàng hải, nên từ lâu, tại khu vực vịnh San Francisco này, các thành phố phát triển rất mạnh. Nổi bật là thành phố cùng tên San Francisco, một trung tâm văn hóa thương mại và tài chính ở tiểu bang California của Hoa Kỳ. San Francisco là thành phố đông dân thứ 17 ở Hoa Kỳ và là thành phố đông dân thứ 4 ở California với gần 1 triệu dân. Trong khi đó, thành phố San Jose nằm ở phía nam vịnh San Francisco có dân số trên 1 triệu người và là nơi tọa lạc của thung lũng Silicon nổi tiếng. Đây là thành phố lớn nhất vùng Bắc California. Cuối cùng là thành phố nằm ở bờ đông vịnh là Oakland, nơi chúng tôi bắt đầu chuyến đi này, có dân số gần nửa triệu người và là thành phố nhỏ nhất trong ba thành phố quanh vịnh San Francisco. Oakland là thành phố có cảng biển quan trọng nhất vịnh San Francisco, là cảng Oakland như chúng tôi đã nói ở phần trên. Thành phố này còn có sân bay Oakland, một đơn vị thuộc cảng Oakland quản lý. Xung quanh vịnh San Francisco, cộng đồng người gốc Á khá đông, nhất là ở thành phố San Jose, là nơi có rất nhiều người Việt sinh sống, học tập và làm việc. Từ nhiều năm nay, người gốc Á nói chung và người Việt nói riêng đã cùng người dân quanh vịnh chia sẻ các vấn đề về kinh tế, chính trị, xã hội để xây dựng và phát triển thành phố này.
Theo thống kê, năm 2019, San Francisco là quận có thu nhập cao thứ 7 ở Hoa Kỳ, với thu nhập bình quân đầu người là gần 140.000 USD. Trong cùng năm, San Francisco có GDP là trên 200 tỷ USD và GDP bình quân đầu người là trên 230.000 USD. Trong khi đó, thống kê kết hợp của ba thành phố San Jose, San Francisco, Oakland có GDP là 1,09 nghìn tỷ USD vào năm 2019, trở thành vùng kinh tế lớn thứ ba của quốc gia này. San Francisco được xếp thứ 12 trên thế giới và thứ 2 ở Hoa Kỳ về chỉ số tài chính toàn cầu tính đến tháng 3 năm 2021. Qua khỏi cầu Hoa Vịnh, trước mặt thành phố San Francisco là đảo Alcatraz. Hòn đảo nhỏ này nổi tiếng nhờ việc xây dựng trên đó các công trình đặc biệt qua các thời kỳ như một ngọn hải đăng, một pháo đài quân sự, một nhà tù quân sự vào năm 1868 và một nhà tù liên bang từ năm 1934 đến năm 1963. Từ dưới du thuyền, ngoài các công trình mang dấu ấn thời gian, thì ngọn hải đăng Alcatraz chính là công trình nổi bật nhất. Ngọn đèn biển nằm trong vịnh San Francisco có chiều cao 25 mét, là ngọn hải đăng cổ nhất được xây dựng đầu tiên ở bờ Tây nước Mỹ. Nhà tù Alcatraz cũng là nơi xảy ra vụ vượt ngục tai tiếng nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Đó là cuộc đào tẩu của ba tên tù nhân, mà cầm đầu là Bradley Morris, để sau này đã tạo cảm hứng cho một bộ phim của tài tử Clint Eastwood có tên là Vượt ngục Alcatraz, được công chiếu vào năm 1979. Câu chuyện bắt đầu vào sáng ngày 12 tháng 6 năm 1962, khi nhân viên trại giam Alcatraz kiểm tra giường như thường lệ, thì phát hiện ba phạm nhân không ở trong phòng giam. Thay vào đó, trên giường của họ là những cái đầu giả làm bằng thạch cao, sơn màu da người, giấy bồi và tóc người thật nhằm đánh lừa các bảo vệ ca đêm. Theo điều tra, nhóm phạm nhân vượt ngục đã mất 18 tháng chuẩn bị cho âm mưu này. Họ đục xuyên tường bằng muỗng ăn và các dụng cụ nhà bếp khác. Một khoảng trống phía trên dãy phòng giam đã trở thành xưởng chế tác các tác phẩm đầu người giả và là nơi chứa dụng cụ. Nhóm vượt ngục đã tạo ra một chiếc bè từ 50 chiếc áo mưa thời Thế chiến thứ hai do nhà tù cấp phát, cùng những tấm vải cô tông với lớp lót cao su. Trong quá trình trốn thoát, các tù nhân luồn lách qua đường hầm được đào từ trước dẫn tới một hành lang rồi lên mái nhà tù. Từ đó, họ đi xuống một đường ống, leo lên hai hàng rào dây thép gai và thả thuyền xuống nước. Những gì chúng ta nhìn thấy từ du thuyền Hotel California bên mép nước kia ở một nơi nào đó rất có thể là nơi trước kia Morris và đồng bọn thả chiếc bè tự chế xuống nước để bắt đầu cho cuộc đào thoát vĩ đại của mình. Năm 1972, hòn đảo này trở thành một khu vực giải trí quốc gia, là nơi du lịch và ngày nay hòn đảo này là một phần của khu giải trí quốc gia Cổng Vàng. Qua khỏi đảo Alcatraz, men theo mạn trái, tức là thành phố San Francisco, vịnh San Francisco bắt đầu hẹp dần và nước của toàn bộ con vịnh có diện tích gần 4.000 cây số vuông này bắt đầu chen nhau chảy qua một eo rất hẹp trước khi đổ ra biển Thái Bình Dương. Đó là eo Cổng Vàng với khoảng cách hai bờ chỉ 1,5 cây. Nơi đây có mực nước rất sâu, sóng mạnh và xoáy, thường xuyên có gió mạnh và giật đến 100 km/h, sương mù dày đặc, đặc biệt là khu vực ảnh hưởng của động đất. Một vị trí đặc biệt và nguy hiểm nhất của vịnh San Francisco như vậy. Thế nhưng, ở đây đã tồn tại một kỳ quan của thế giới hiện đại, làm biểu tượng cho thành phố San Francisco và cho cả nước Mỹ. Đó là cây cầu nối liền thành phố San Francisco và quận Marin ở phía Bắc, có chiều dài nhịp chính là 1.280 m và chiều cao tháp dây dăng là 227 m. Một công trình kỹ thuật rất phức tạp được xây dựng từ cách đây gần 90 năm. Chiều muộn, chiếc Hotel California đã đưa chúng tôi đến sát chân công trình lịch sử Golden Gate Bridge. Lúc này, niềm tự hào của nền kỹ thuật xây dựng ở thế kỷ 20 của nước Mỹ với tháp dây dăng cao trên 227 mét tạc hẳn vào nền trời California những đường nét sắc và mạnh như để vừa là chứng nhân cho khát vọng chinh phục thiên nhiên của con người, vừa làm biểu tượng trương tôn cho một thành phố San Francisco không ngừng phát triển. Và những hình ảnh về chiếc cầu xinh đẹp này
chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong tập phim tiếp theo. Mời quý vị theo dõi.